mình sẽ đi nhận tiền từ YouTube nha. Nửa tháng rồi không nhận. Hôm nay mình sẽ rút tiền với Julian từ YouTube. Đây, mình chuẩn bị lên lầu 1. Quên cho anh hỏi, bên mình có dịch vụ West Union đúng không? Bên mình có West Union luôn không? Có luôn không? Ok. Ghi lại khoảnh khắc này, lần đầu tiên mình nhận tiền từ YouTube. À, dưới này tắm 130 đô còn 73 cent thì đổi lên tiếp. Chứ nó không quy ra luôn hả? Đô đấy, đô. Cái này tụi em đâu có đưa lên đâu. Hả? À? Cái nhỏ này tụi em đâu có. À, ý tưởng cộng lên đổi thành quy đâu có tiền Việt hết. À, quên, mình đổi lên đô không? Là đổi cái này sang Việt. Ờ, còn bây giờ nếu mà đổi tiền Việt thì quy ra hết được không? Được. Ừ, vậy thì em nhận hết Việt luôn. Ờ, tiền Việt hết rồi đi. Anh nhận tiền Việt. Là viên chị. Chứ phải sen không có 7-3 sen. Đô giờ ngân hàng mình còn cũng 2-3 mấy. Ờ. À, cái đó là ghi chứng minh nhân dân phải không? Tại gì? Nhận tiền như YouTube. Nó còn ghi đâu. Mục đích gì? Nghĩ là nhận nghĩ bên cạnh lương hả? Lương đi. Ừ, anh điền thêm mấy cái chỗ đó giùm em nha. Ok, để lấy được không? Hay là đứng lấy gì được không? Hay xuống kia? Dạ đây cũng được. Loại ID là chứng nhân dân hả? Ghi là dạ, đúng rồi. Ghi tắt được không? Nó ra. Cái này đâu có ngày hết hạn đâu cho nên có ai chạy một chút. Chúng mình như là thường ghi bằng lái xe mới hết chứ sao không? Chị sử dụng 10 năm hay là nhiều đâu có, chúng mình đâu có đâu, khi nào mình đổi mới hết.
15 năm hả? 15 này nè. À. 15 năm nữa là cái ngày hết hạn anh. Đúng cái ngày 15 năm nữa. Tính ra bao nhiêu lâu? 15 năm nhớ. 2009. Tính từ ngày tháng 13 tháng 12 nữa. Đúng rồi. Ghi 13 tháng 12 2029 luôn phải không? Mục đích giao dịch nhận lương hả? Dạ, anh ghi lương. Lương hoa hồng rồi ạ. Còn cái phần người gửi và người nhận có cần ghi gì không? Đối tác hả? Ok, còn gì nữa không? Anh ghi xác bên đây là nhận bằng Việt Nam đồng nha. Xác bên trên chủ tịch hả? Dạ, đúng rồi. Ghi rõ họ tên rồi. Anh nhận tiền mặt hay là nộp tài khoản? Nhận tiền mặt.